Madam Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG là ai? Trong thời đại ngày nay, với tư tưởng tiến bộ, quan niệm về sự bình đẳng giữa nam và nữ đã được cải tiến. Sau một thời gian dài, nhiều phụ nữ đã chứng tỏ được khả năng kinh doanh của mình cũng như nam giới. Một trong số đó phải kể đến Madam Nguyễn Thị Nga. Dù tên tuổi được ít người biết đến, nhưng xét về quy mô doanh nghiệp và tài sản sở hữu, các dự án của bà Nguyễn Thị Nga lại không kém phần so với những người giàu nhất Việt Nam. Hãy cùng kênh Story Thành Công tìm hiểu về chân dung nữ tướng này nhé! Madam Nguyễn Thị Nga là ai? Bà Nguyễn Thị Nga được biết đến là chủ tịch của tập đoàn BRG, một tập đoàn đa ngành sở hữu nhiều tài sản lớn như cổ phần tại ngân hàng SeaBank, hàng loạt bất động sản, khách sạn, sân golf và nhiều khu nghỉ dưỡng khác, tạo ra một khối tài sản khổng lồ trong tay. Sinh năm 1955 tại Hà Nội, bà Nga tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà cũng từng tham gia nhiều khóa học về kinh tế tại các quốc gia như Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc. Ngoài ra, bà còn là người Việt Nam đầu tiên được mời tham gia khóa học tại Georgetown, Mỹ, một khóa học dành cho các nhà lãnh đạo tập đoàn kinh tế do quỹ tài trợ của bà Hillary Clinton, phu nhân của cựu Tổng thống Bill Clinton tổ chức. Bà đã được xếp hạng trong danh sách top 50 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2019 do Forbes bình chọn và thường được biết đến với cái tên Madam Nga. Mặc dù sở hữu nhiều tài sản, bà Nguyễn Thị Nga lại là một người khá kín tiếng. Con đường trở thành nữ tướng bất động sản nghìn tỷ. Từ năm 1979 đến năm 2000, doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã thử sức tại nhiều vị trí chủ chốt trong ngành may mặc và xuất nhập khẩu. Đến năm 2001, bà đã chuyển hướng sang những lĩnh vực mới và từng bước tạo nên những dấu ấn đáng kể trong ngành ngân hàng, bất động sản, sân golf, khách sạn. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra một chặng đường dài cho Nguyễn Thị Nga, người được xem là một nữ tướng tài ba trên thương trường. Bà Nga trở thành cổ đông của Techcombank từ năm 2000 và trở thành thành viên của Hội đồng Quản trị Techcombank từ năm 2002, đảm nhận vai trò là Phó Chủ tịch, sau đó là Phó Chủ tịch thứ nhất của ngân hàng này. Năm 2004, bà trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank thay thế ông Lê Kiên Thành. Bà đồng thời là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Thung Lũng Vua. Từ đó, bà thành lập tập đoàn BRG, một tập đoàn sở hữu cổ phần trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, sân golf và khách sạn. Tập đoàn BRG hiện tại bao gồm nhiều đơn vị thành viên. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, bà Nguyễn Thị Nga đã chi hàng triệu đô la để thâu tóm nhiều khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang tại Việt Nam, bao gồm khách sạn Hilton Hà Nội Opera, Hilton Garden Inn Hà Nội, khách sạn Sông Nhuệ, Sedona Suite Hà Nội, sau này đổi tên thành Diamond Westlake Suite, Mondial Hotel Huế và Asian Hotel tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Nga cùng với tập đoàn Hilton Worldwide đã ký kết hợp đồng quản lý tổ hợp lại hai khách sạn quy mô Hilton Hà Nội Westlake và DoubleTree by Hilton Hà Nội Westlake. Bà cũng đã thực hiện dự án khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Hilton Hải Phòng and Residence với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2017, bà Nguyễn Thị Nga cùng với tập đoàn BRG và tập đoàn Marriott International đã công bố hợp tác về dự án khách sạn Sheraton Đà Nẵng, một trong những dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2017. Việc này cho thấy bà Nguyễn Thị Nga luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn để phát triển các dự án mới. Bà Nguyễn Thị Nga không chỉ là một đế chế trong lĩnh vực ngân hàng và thủ phủ của những khách sạn đình đám mà còn được coi là bà hoàng trong lĩnh vực sân golf. Với sự định hướng của bà, tập đoàn BRG đã vận hành hàng loạt hệ thống khu tổ hợp golf đẳng cấp như BRG Kings Island Golf Resort, BRG Đà Nẵng Golf Resort, BRG Legend Hill Golf Resort, BRG Ruby Tree Golf Resort Hải Phòng, tên cũ là sân golf Đồ Sơn Seaside Golf Resort, cùng với dự án quần thể khu biệt thự nghỉ dưỡng BRG Coastal City với tổng diện tích 350 ha tại Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Nga không ngừng mở rộng lĩnh vực đầu tư và nắm giữ nhiều cổ phần trong ngành ngân hàng.
Bà còn là chủ sở hữu của hàng loạt các dự án bất động sản lớn và đẳng cấp như khu căn hộ Oriental Palace tại Hồ Tây, Oriental Tower ở Tây Sơn, Oriental Garden ở Lê Văn Lương, Oriental Pier ở Hai Bà Trưng, VRG Grand Plaza ở 16 Láng Hạ và nhiều dự án khác. Bà cũng là chủ đầu tư dự án quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân, Nội Bài dự kiến hoàn thành vào năm 2028 với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đô la Mỹ do liên doanh tập đoàn BRG và tập đoàn Sumitomo thực hiện. Bà Nga còn được vinh danh là một trong ba nữ doanh nhân Việt Nam có quyền lực nhất châu Á bởi tạp chí Forbes. Không chỉ nắm giữ nhiều sân góp đẳng cấp trên toàn quốc, bà Nga còn được xem là bà hoàng trong lĩnh vực này. Madam Nguyễn Thị Nga không chỉ là chủ tịch tập đoàn BRG mà còn từng là chủ tịch hội đồng quản trị Sibank, người đã đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và phát triển của ngân hàng trong suốt 15 năm qua. Kể từ ngày bà Nga tham gia quản trị, ngân hàng này đã trải qua những sự kiện quan trọng thay đổi cả về chất và lượng. 2 năm sau khi bà Nga tham gia Sibank, ngân hàng này có cổ đông nước ngoài đầu tiên là đối tác chiến lược Societe Generale sở hữu 15% vốn. Vào những năm sau đó, cổ đông này tiếp tục mua thêm cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 20%. Tuy nhiên, cổ đông này đã rút vốn khỏi Sibank vào đầu năm 2019, khiến ngân hàng này phải khóa phòng giao dịch ở mức 0%. Gần đây, vào ngày 13 tháng 8, Sibank đã mở lại phòng giao dịch với mức khóa room ở mức 5%. Vào đầu năm 2010, Sibank đã đánh dấu một bước chuyển mình khi chính thức thay đổi bộ nhận diện thương hiệu để phù hợp với chiến lược kinh doanh bán lẻ. Chỉ sau 5 năm, ngân hàng đã đạt được những bước tăng trưởng đáng kinh ngạc với mạng lưới hoạt động tăng gần gấp 2,2 lần lên đến gần 160 điểm trên toàn quốc, tổng tài sản tăng gấp 2,6 lần so với năm 2009. Dưới sự lãnh đạo của bà Nga, Sibank đã dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng gần 15 lần từ 500 tỷ đồng vào năm 2006 lên 7.688 tỷ đồng vào năm 2018. Đến tháng 6 năm 2021, mức vốn điều lệ của ngân hàng đã đạt 14.785 tỷ đồng, tăng gần 30 lần so với năm 2006 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng đến 16.598 tỷ đồng trong năm nay. Tổng tài sản của Sibank cũng đã tăng gấp 14 lần từ 10.200 tỷ đồng năm 2006 lên 140.487 tỷ đồng vào năm 2008. Đến thời điểm tháng 6 năm 2021, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng lên 186.934 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 18 lần so với năm 2006. Lợi nhuận trước thuế của Sibank cũng có bước tăng trưởng đáng kể. Nếu như lợi nhuận của ngân hàng năm 2006 chỉ đạt 137 tỷ đồng, thì đến tháng 6 năm 2021, mức lợi nhuận đã tăng gấp 11 lần lên 1.557 tỷ đồng. Sau nhiều năm làm chủ tịch hội đồng quản trị Sibank, bà Nga rời khỏi vị trí này vào đầu năm 2019 và nhường chỗ cho ông Lê Văn Tần. Tuy nhiên, bà vẫn giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị của Sibank từ ngày 12 tháng 4 năm 2019. Bên cạnh việc tham gia vào ban quản trị của Sibank, bà Nga còn tham gia vào ban quản trị của nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái BRG Group. Dù không sở hữu trực tiếp bất kỳ cổ phần nào tại Sibank, nhưng bà Nga lại sở hữu gián tiếp thông qua công ty do bà đứng tên, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Phú Mỹ, sở hữu 79,4 triệu cổ phần, tỷ lệ 6,565%. Ngoài ra, chồng và các con của bà cũng sở hữu một lượng lớn cổ phần tại ngân hàng. Vào tháng 10 năm 2021, gia đình bà Nga nắm giữ tổng cộng 198,9 triệu cổ phần tại Sibank, tương đương 16,453% vốn điều lệ của ngân hàng. Với giá cổ phiếu của Sibank vào ngày 19 tháng 10 là 37.200 đồng trên một cổ phiếu, tổng giá trị tài sản của gia đình bà Nga ước tính vào gần khoảng 7.400 tỷ đồng. Gia đình Madam Nguyễn Thị Nga. Bà Nga có chồng là ông Lê Hữu Báu, chủ tịch tập đoàn BRG. Ông là thành viên hội đồng quản trị của Sibank từ ngày 26 tháng 4 năm 2013. Con trai của bà là ông Lê Tuấn Anh, người được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hội đồng quản trị Sibank từ ngày 11 tháng 4 năm 2018. Con gái của bà Lê Thu Thủy, sinh ngày 7 tháng 9 năm 1983, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của ngân hàng Sibank từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.
Trên đây là một số thông tin về tiểu sử cũng như con đường sự nghiệp của chủ tịch tập đoàn BRG. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh để cập nhật những thông tin thú vị khác nhé!